Có anh cũng vừa đến cô chú anh chị thì giờ anh đang không thấy thì thôi chứ con đến con đường tuyệt đó đâu nỡ nhìn cha con đau khổ cho diêm đình người thế gian đâu có về đây mà nhìn khi thấy mẹ cha đau khổ nơi ngục con đã chân đất lực không mới biết được quên hồn quân người con ở đâu cha mẹ mình bị khổ đau làm con sao nỡ đây vậy cho đành xin Như Lai ban ân huệ cứu giùm cha con phận lòng từ chi nẻo độ sanh cho con bơ canh đau lòng con chuyện tâm chuyện ba đạo vàng thơ tình cho đời kiếp tổ bất tham tìm sáng tâm cũng như con ngày nay tìm đâu về sống theo lớp tu để kiếp sau con làm nên con nhờ chớ đất là thông mới biết cha mình đau khổ chớ người thế gian nào biết chi nơi chốn diêm đình cha khổ mà cháu con vẫn điền nhiên to thì còn nói gì ân nghĩa hiếu chung con thì lại Phật thành tâm đặng cho chánh pháp tình thâm trọn tình hay quá anh ơi quá hay quá hay quá hay anh ơi anh từ đâu tới đây anh từ đâu tới đây anh ơi mình ra ngoài đi anh từ đâu tới đây anh ơi cho mấy cô thắp nhang với hiện tại bây giờ là cũng có các cô đến thắp hương cho chúng và sự vũ linh của chúng chị rất là quý luôn. Đi lạc đường á, vé số còn nhiều lắm. Trời ơi. Sáng giờ là anh chưa bán được. Chưa có bán được tuần nào luôn. Qua đi hát cho con Năm nghe. Sao mà anh có giọng ca hay dữ vậy? Nó là tự nhiên. Mình có đi hát được không? Cũng ít lắm, lâu ai kêu đi hát đám đi. Vậy tham gia một cái chương trình. Mới thi giọng ca giọng ca mặt vườn xong. Là mình đặt vậy đúng không? Đúng. Mình đặt vậy. Hiện giờ anh tặng lại một mông đoạn hát nữa được không? Hát được chứ. Lúc đó là anh học cái tin luôn. Anh hát một đoạn nào của cô Năm hồi xưa từng hát không? Có được. Đó anh hát bài. Xin mời anh hát. Ai mua chân mà người đành đem chân đi bán, người đành bán bao nhiêu một anh chân vàng. Chân của riêng ta chỉ bán cho nàng. Chân trong thơ của hàng mặt tờ, dù khuyết, dù tròn, dù đục hay trong, đã mấy đêm rồi nàng đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Đã mấy đêm rồi ta mua đứt một chân chân, nhưng chỉ sợ rằng trần gian ngu tôi. Đó bài của cậu Năm đó, thằng câu đó. Hàng mặt tử. Rồi anh lên đây bằng phương tiện gì? Đi xe ôm. Trời ơi, chưa bán được tờ nào mà đi xe ôm lên đây rồi, tiện đâu trả tiền xe ôm. Nghe nói anh thi vào cái gì à? Miệt vườn cái gì miệt vườn? Giọng ca miệt vườn. Giọng ca miệt vườn hả? À, anh lọt vào cái tới cái vòng mấy rồi? Chưa nữa, tới tháng 7 mới thi tiếp. À bây giờ là đã lọt vào casting hả? Mấy ca trong đầu thôi. À
Vậy chắc là chúc anh sẽ đang phấn đấu và đạt được vào các tin càng sâu càng tốt nha. Ủng hộ anh em tôi đi. Đang nghỉ sáng giờ. Mấy bạn hồi ủng hộ mình đi. Ờ thì lát đi. Chờ ca bản hai bản nữa đi rồi ủng hộ chứ giờ chưa. Hát nữa phải không? Chưa đã mà. Hát nữa phải không? Dịu này tới. Để cho người ta nói đi. Dịu này tới đây với cậu Năm mày hát cho Năm nghe tiếp. Ờ hát đi tôi ủng hộ cho ông. Rồi rồi rồi. Rồi để hát nữa. Mình ca cổ không hay là có ca nhạc không? Ca cổ mà. Hát đi một bản nữa đi anh ơi. Rồi rồi. Cười lên đi, cười nữa đi cho đất trời chuyển động. Cười lên đi cho những giọt châu rơi rụng xuống dài gầy. Ta ở đâu mà lạc đến phương này? Ta muốn khóc nhưng sợ người chê kiếp nhược. Ta muốn cười nhưng sợ họ gọi mình điên. Hãy đưa ta về chốn cung tiên, mượn chân thanh gió mát làm riêng. Và nằm rộn trong vòng tay ngọc nữ cho phút giây được quên nỗi ưu phiền. Ta sẽ ca lên bài ca điên loạn, ai có nghe xin chớ dối chê cười. Ta vẫn còn đây với số kiếp con người. Hay chẳng nói đen nhìn quen ra là, cho nên mỗi người mới gọi kẻ cuồng tâm. Khi ta đi trăng vàng tỏ bóng, ngày ta về khuất vàng dần trăng. Ta cười mà khoe mắt rưng rưng, nửa sầu nhân thế nửa thương chuyện đời. Thạc giả duyên trung hoa lạc tầng, định tiền lũ đắc nhất di mai. Sao ta bỗng nghe thèm khát gì men cay, uống từng ngụm cho say đi đừng tin nữa. Hãy gót đi ta đang chờ em đó, rượu cạn bầu ta nằm giữa tha ma. Đừng ai gọi đến tên ta, thế nhân vẫn tính còn ta loạn cuồng. Khóc cho mình số kiếp đau thương, cười nhân thế nay dời mây đồi. Đâu đây khói lửa chưa tàn, theo ánh trăng vàng nên ta vẫn còn đây. Quá tuyệt vời, quá hay quá. Trời ơi, cho hỏi tên anh tên gì ạ? À? Nguyễn Thanh. Để Nguyễn Thanh ạ. À? Nguyễn Thanh được rồi. Dòng ca miệt vườn anh. Anh đến từ đâu ạ? À? Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh có là thi gì ạ? Dòng ca miệt vườn. Dòng ca miệt vườn. Anh đến đâu ạ? Hộ anh quê Sóc Trăng. Thì vừa rồi là có anh Nguyễn Thanh bán vé số đến mộ chúng là sĩ Bù Linh thắp hương và hát ca cổ tặng cho chúng là sĩ Bù Linh nghe của chú anh chị rất là quý luôn, rất là xúc động luôn của chú anh chị. Thì giờ Quỳnh cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn Quỳnh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo nha.